với sản phẩm cám xòe than xòe lửa của cám chim đất Việt, nguyên liệu hoàn toàn tự nhiên, anh em yên tâm sử dụng ổn định quanh năm một loại. Trên tinh thần là vừa chơi vừa chia sẻ lại cho anh em là chính, do vậy là cám chim đất Việt không có để qua bất cứ một khâu trung gian cửa hàng đại lý nào đâu, anh em lấy thì cứ điện trực tiếp cho nhà mình theo một trong hai số điện thoại ở đây. Đó, nhà mình sẽ gửi tận nhà cho anh em miễn phí ship trên toàn quốc nhé. Cái ngoài sản phẩm cám chòe này thì nhà mình chuyên sản phẩm cám họa mi và trào màu nữa, do vậy là anh em có thể lấy theo gói cũng được đây. Đấy, như đây một số anh em lấy theo gói này, cám mi màu này. Đấy, cứ mỗi loại 1-2 gói, cứ làm sao mà được từ 1kg trở lên là được miễn phí ship rồi. Với mỗi một loại cám thì nhà mình đã cân đối cái dưỡng chất để cho con chim khỏe mạnh, sắc lông bền đẹp, đặc trưng riêng cho từng loại. Đó. Thì đây các bạn có thể thấy sản phẩm cám mi và trào màu nữa nhá. Đấy, mình sẽ nhắc lại nhá, cám chim đất Việt không để qua bất cứ một khâu trung gian cửa hàng đại lý nào đâu. Mình vừa chơi chia sẻ lại cho anh em, do vậy anh em cứ điện trực tiếp. Và các bạn có thể thấy đây là website camchimdatviet.com. Đó, các bạn có thể xem thêm nhiều chia sẻ kinh nghiệm nuôi chim cũng như là thông tin sản phẩm ở đây. Và bây giờ mình sẽ tiếp tục đóng gói các cái đơn cám để chuẩn bị gửi cho anh em. Lữ thì cảm ơn cả nhà đã luôn luôn theo dõi và ủng hộ các cái sản phẩm cũng như là các cái chia sẻ của cám chim đất Việt trên YouTube cũng như là website và Facebook. Cảm ơn cả nhà nhé.